mọi người. Hôm nay tham khảo những quest ở trong chứa bước ra được chuyện cổ tích luôn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nhỏ bé nhỏ của mình, và mình tên là Phương Linh. Ok mọi người, tại vì có rất nhiều bạn kiểu recommend mình là chị ơi chị hay làm về cái chủ đề về những cái bộ váy dự tiệc sinh nhật và đặc biệt là để đi chụp kỷ yếu cho mọi người, cho nên là mình đã quyết định làm cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Thì mình sẽ review này, mình sẽ recommend cho mọi người một số những cái bộ váy để mọi người có thể diện đi chơi vào những dịp quan trọng và đặc biệt là cái dịp kỷ yếu sắp tới nha. Bắt đầu thôi. Ok mọi người, đến cả cái bộ váy đầu tiên thì sẽ là một bộ váy cúc ngực như thế này nha. Em váy này thì sẽ có giá dao động từ khoảng 250 đến 270. Mình thấy giá thành của nó không đắt mà nó không rẻ, nhưng mà đối với cái chất lượng váy như này mình thấy giá như thế là rất là ok rồi. Đây là kiểu dạng chất xốp rồi còn mấy cái họa tiết hoa hồng nổi này, thực sự là nó rất là xinh và bắt mắt. Nhìn ở trong cam thì nó sẽ không rõ mấy cái họa tiết này, nhưng mà nếu mà nhìn ở ngoài thì thực sự là nhìn nó rất là sang luôn nha mọi người. Và em váy này thì nó có hai màu khác nhau, màu đen với cả màu trắng, thì mình đã chọn mua đây là màu trắng cho nó tinh khôi. Nói chung là mình thấy cái bộ váy này thì mọi người mặc chụp ban ngày cũng được, hoặc là mọi người chụp tối cũng rất là ok. Thì em váy này có hai size S và size M nha mọi người, mình sẽ để cụ thể bằng số đo ở đây. Thực sự là phần eo của em này ý, nó rất là tôn dáng luôn, tại vì nó chiết eo cao ấy, cho nên là nó sẽ hách dáng của mình hơn. Và đặc biệt là ở cái phần đuôi này thì nó là kiểu dạng dáng xe xe bồng bồng ra, nó không quá xe đâu, nó chỉ hơi hơi hướng ra thôi. Thực sự là nhìn nó rất là xinh và cute nữa. Mới đầu mình mua ấy, mình cũng sợ là em váy này ngắn so với mình ấy, tại vì mình cao 1m68 không, nhưng mà thực sự mặc lên thì trông nó rất là xinh và phù hợp với kiểu mọi người đi dự tiệc sinh nhật các thứ, chụp kỷ yếu rất là ok luôn. Đây là hình ảnh mà sau khi mình đã mặc cái váy này lên thì thứ nhất là nó sẽ vẫn có một chút gì đó kiểu dạng nhí nhảnh năng động ấy, nhưng nó vẫn sang trọng kiểu chảnh chảnh các thứ. Nói chung là nó rất là xinh, với giá tiền dao động từ khoảng 250 đến 280 thì mình thấy chất lượng váy như này rất rất là ok rồi. Và đến với là cái bộ váy tiếp theo thì sẽ là kiểu một bộ váy kiểu công chúa tay bồng, baby doll tay bồng nha mọi người. Tên tên. Chất vải của nó cực kỳ dày dặn luôn nha mọi người, giá rẻ mà được chất lượng như này thì rất là ok luôn ý. Đây, tương tự như cái em váy đầu thì nó cũng có mấy cái họa tiết nổi nổi, nhưng mà đây chỉ là kiểu họa tiết nổi nổi kiểu ngẫu hứng thôi ấy. Còn cái kia thì nó rõ hình hoa hồng hơn, cái này chỉ là mấy cái đường tròn tròn nó nổi lên thôi. Em váy này thì nó có hai lớp nha mọi người, bên trong nó sẽ có một cái lớp lót như thế này. Và thực sự là chất vải nó rất là dày dặn luôn. Kiểu mới đầu mình mua thì mình sợ nó sẽ không được như hình ý, tại vì mình thấy giá nó khá là rẻ. Nhưng mà không, khi mà mình nhận về đây thực sự là em nó rất rất là xinh luôn. Và đây cũng kiểu là màu be be ấy, chứ nó không hẳn là màu trắng đâu nha mọi người, cho nên mọi người không sợ bị bẩn đâu. Và cái phần tay bồng này thì nó cũng rất là xinh, đây là phần co giãn nha mọi người, cho nên là nó không quá bó chặt vào bắp tay đâu, cho nên là những bạn bắp tay to vẫn có thể tham khảo những cái em váy như thế này nha. Và mình lưu ý mọi người là càng những cái bạn bắp tay to và cái vai rộng như mình ý, thì nên sắm cho bản thân mình những cái bộ mà nó kiểu bồng bồng lên như thế này này đấy, thì nó sẽ che bớt đi khuyết điểm vai vuông hoặc là vai quá đô quá to đó. Nhưng mà có một khuyết điểm đây là mình thấy em váy này nó hơi bị ngắn, có nghĩa là nếu như mình mặc size L thì nó sẽ bị rộng eo, còn nếu như mình mặc size M thì nó lại ngắn một chút. Mặc dù là cái độ dài váy cũng chênh nhau từ 1 đến 2cm thôi, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là cái số đo của em này này, kể cả từ size S cho đến size L thì mình thấy nó vẫn ngắn hơn so với các em váy khác. Nói chung là mình thấy những bạn nào mà dưới 1m65 ý, thì mà cái em váy này sẽ xinh hơn. Còn những bạn 1m7 đi thì không nên tham khảo những cái em váy baby doll như này đâu nha. Và để đổi gió một chút thì chúng ta sẽ đến với một cái em váy màu đen nha. Ok mọi người, em váy này thì nó cũng không quá đắt đâu, nó chỉ rơi vào tầm khoảng từ 250 đến 280. Nói chung thì giá thành của mấy cái em váy dự tiệc các thứ này thì nó cũng đắt hơn so với những em váy bình thường rồi, cho nên mọi người đừng quá khắt khe phần giá của các em nó nha. Thực sự thì mình rất là chim ưng cái phần khoét ở trước ngực cái này, tại vì sao? Nó rất là vừa phải, nó không quá bị lộ, nó không quá hở và nó cũng rất là vừa phải, nó vẫn đủ sự kín đáo, nó vẫn có một cái gì đó phóng khoáng một chút. Mình thực sự rất là ưng cái phần khoét ngực ở đây. Mấy cái lưới này thực sự khi mà mọi người mặc lên ấy thì mọi người sẽ cảm thấy nó khá là thoải mái, nó không quá khó chịu đâu. Thường thì mình mặc mấy cái kiểu lưới lưới thì mình sẽ bị ngứa rồi bị khó chịu, đặc biệt là bị nóng ấy. Nhưng mà mặc em váy lên thì mình thực sự thấy cái phần lớp lưới này nó rất là mềm, không gây cảm giác khó chịu khi mọi người mặc lên đâu nha. Và cái em váy này thì nó có từ size 0 cho đến size 5, thì mình sẽ để bảng số đo cụ thể ở đây nha. Thực sự là em váy này kể cả những bạn gầy nhom hoặc là đến những các bạn mà kiểu
mũm mĩm một chút ý, thì vẫn có thể mặc vừa cái em váy này. Và có một đặc điểm nữa là em váy này ý, cái phần siết eo này nó khá là cao, cho nên là nó sẽ tôn dáng được phần vòng hai của mọi người nữa. Đấy, và nó sẽ có một độ xoáy ra nhất định như thế này, một độ xoáy đuôi như thế này này. Đấy, nó sẽ làm che bớt những cái khuyết điểm trên cơ thể của mình đi. Mấy cái em váy này đi mà đi ăn mà hoặc là đi chụp kỷ yếu mà chụp vào ban tối, thực sự là nó hết nước chấm luôn. Và mình rất là recommend mọi người nên mua cái em váy này. Ok mọi người, bây giờ sẽ đến với một em váy mà đúng như kiểu là công chúa bước ra từ truyện cổ tích luôn nha. Em chắc hẳn là cái váy đắt nhất trong cái tập Shopee haul ngày hôm nay. Em này thì nó sẽ tầm khoảng từ 450 cho đến 500, cho đến 550 thì phải, hình như thế. Tại vì người ta sẽ tính theo cái phần mà nếu như mọi người mặc càng to, size càng to càng dài ấy, thì nó sẽ tính ra phần vải thì nó sẽ đắt hơn. Anh thì nó có rất nhiều size luôn. Nó có từ size 0 cho đến size 5 và mình cũng sẽ để bằng số đỏ ở đây. Và thực sự là cái em váy này nó đúng kiểu là nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích ấy mọi người. Trời ơi. Em váy này thì mình lưu ý với mọi người là em này chỉ để kiểu mặc đi chụp hình, chụp concept các thứ và đặc biệt là chụp ảnh kỷ yếu thôi nha mọi người. Chứ mọi người mà cái này mà đi ăn ý thì nó hơi bị lố nha, nó không hợp đâu. Em váy này thì nó chỉ phù hợp cho mọi người sống ảo thôi, mặc em ấy đi biển rất là ok luôn nha. Đó, kế ở đây có mấy cái họa tiết kiểu dạng nó đúng kiểu là họa tiết hoa, nó lồi lồi, nó bay hẳn ra. Mọi người thấy kỹ không? Thực sự mấy cái họa tiết này nó tỉ mỉ và nó rất là đẹp luôn. Từng đường kim mũi chỉ của em này được may cẩn thận luôn nha mọi người, đúng là tiền nào của đấy. Thật ra là mình đánh giá rất cao mấy cái phần lưới với cả phần vải của Kakao Bay Chen ấy, thực sự là nó rất là mềm và nó không hề gây khó chịu khi mọi người mặc lên người đâu. Thế mọi người nhìn thấy không, mấy cái họa tiết này xinh lắm luôn. Và em váy này thì nó có hai lớp, nhưng mà ở lớp bên ngoài sẽ là một lớp lưới như thế này, cho nên ở bên trong người ta may cái lớp vải này thực sự nó rất là dày và nó cực kỳ mát nữa. Ở bên trong này thì nó sẽ có một cái lớp như thế này. Có một điều, cái lúc mà mình mua ấy thì mình khá băn khoăn về cái phần khoét ngực này, mình sợ nó kiểu bị lộ quá ấy. Nhưng mà khi mình mặc lên thì mình thấy là nó không quá lộ đâu, nó chỉ kiểu nó vẫn là khoét sâu nhưng mà nó rất là kín đáo và trông nó kiểu tao nhã thanh lịch mọi người, nó không quá bị hở đâu, thực sự nó rất là xinh luôn. Và ở phần eo thì nó sẽ có một cái kiểu, có một cảm giác như kiểu là một cái đai ấy, mọi người mới thấy không, có một cái đai ngang như thế này. Nhưng mà mình thấy là cái váy này có một khuyết điểm, đó chính là người ta may vòng hai khá là to. Mình mua đây thì như là size M thì phải, sửa nó rất là, cái phần hai nó rất là to, mình đã phải đi bo eo vào rất là nhiều và cái phần ngực này nó cũng bị rộng nữa. Cho nên những bạn nào mà bình thường mọi người mặc một size L đi hoặc là size M thì khi mọi người, nếu mà mọi người muốn mua cái em váy này thì mọi người hãy trừ đi một size nha, tại vì em váy này may nó khá là rộng. Đấy, nó không phải là kiểu dạng váy quá ôm tôn dáng đâu, mà em này thực sự mặc lên trông nó sẽ kiểu công chúa và trông nó kiểu bồng bềnh tao nhã các thứ ấy. Cho nên là khi mọi người mua thì mình nhớ trừ đi một size cho mình nha. Và thực sự là em váy này nó rất là đẹp luôn, nó là một kiệt tác cho mọi người. Em váy tiếp theo thì sẽ là một em váy trông nó khá là đơn giản, đó chính là một em váy maxi nha. Nó là kiểu chất vải xốp ý, mà kiểu xốp của nó là kiểu mát mát ý. Thế này và bên trong nó sẽ kiểu một lớp vải nanh ý, thực sự nó rất là mát luôn. Và nó rất phù hợp mặc đi biển hay là mọi người mặc đi chơi cũng được, mà mọi người mặc đi kỷ yếu rất là ok. Nếu như mọi người mặc đi kỷ yếu ý thì mọi người nên khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan thì nó sẽ trông nó sẽ điệu và nói chung nó sẽ xinh hơn. Còn nếu như mọi người mặc cái em váy này không đi tắm biển các thứ ý, thì gọi là nó là chuẩn bài luôn, nó hết nước chấm luôn nha mọi người. Thật ra là giá của nó rất là rẻ, chỉ hơn 100.000 một chút xíu thôi mọi người. Mình thực sự thấy em váy này nó rất là chất lượng luôn. Thế có một cái độ bồng ra nhất định như thế này. Đấy, nó sẽ kiểu bồng bềnh bềnh rồi. Ở cái phần dây này nó sẽ có một mấy cái đường nút ấy, để mọi người có thể tùy chỉnh cái độ dài ngực cho vừa với ý mọi người hơn. Cho vải này thì mình thấy thực sự mặc lên nó rất là mát và nó rất là bồng bềnh luôn nha. Với giá tiền rơi vào tầm khoảng 100.000 thì mình thực sự đánh giá rất cao cái em váy maxi này luôn nha. Theo cá nhân của mình thấy ấy, thì những bạn cao mặc lên nó cũng xinh, nhưng mà đặc biệt là những cái bạn lúm nụn ấy, mặc lên thì nó không quá bị dìm hàng đâu, mà ngược lại thì nó sẽ làm cho mình cảm giác trông nó rất là cute. Đã cao rồi và mặc váy maxi thì trông nó lại càng cao hơn, và những bạn lùn mặc maxi lên thì trông nó cũng rất là xinh cute và nó sẽ kiểu che đi phần khuyết điểm chiều cao mọi người. Mà nhìn từ xa thì thực sự là chiều cao của mọi người không quá bị lộ đâu nha. Đó. Ok mọi người, video của mình đây là kết thúc rồi và tất cả các link đồ, link sản phẩm thì mình đã đều để ở cái phần description box rồi nha mọi người. Và đó là tìm link sản phẩm mọi người muốn mua. Và mình mong là cái video ngày hôm nay với những bộ váy mình recommend cho mọi người sẽ giúp ích cho mọi người dễ dàng đưa ra sự lựa chọn của mình trong việc mua váy đi dự tiệc, đi sinh nhật, rồi đặc biệt đi chụp kỷ yếu các thứ. Đó, và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye.